vui vui. Ở trong này sinh nhật của dẫn hôm nay có rất nhiều anh em văn nghệ sĩ từ khắp phương xa, từ nước ngoài về đây cũng như là Úc Châu, Pháp và Mỹ, và tất cả anh chị em đoàn ca tài tử ở quận 12, và tất cả anh em ở thành phố Hồ Chí Minh ở đây cũng rất là đông, và có anh trai Quốc Thắng, phó đoàn ca đường Trung Hiếu cũng đã đến tham dự, và nghệ sĩ Hồng Phượng. Và để đi từ chương trình, Lê Thí xin gửi bài thương Mưa Chiều Miền Trung. Có người miền Trung đó là người làng Đà Nẵng lên tiếng. Đây Đà Nẵng nè, đây Đà Nẵng nè, đây Đà Nẵng nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.